Hello, chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình tiếp tục áp dụng cái công thức bắt giữa xí ngầu và điểm xí ngầu. Hôm nay tôi sẽ bắt giữa cái quân xí ngầu 2 và tổng điểm 3 của tổng điểm 3 hột, gọi là ba hột đi anh em. Đấy. Hôm nay nói chung là trong ba con xí ngầu này thì anh em bắt con nào cũng được nhá. Bây giờ tôi sẽ vào tiến hành chơi luôn công thức ở đây. Gãy 3 ván anh em bắt ngược 7 cộng 1 bằng 8, gọi là số chẵn nó chỉ đúng theo cầu 11 này anh em này. Đúng không? Đấy, 7 cộng 1 bằng 8 nhá, nó đang chỉ đúng theo cầu 11 thì mình ôi giời, gặp cầu làm luôn tay đầu ba củ đi anh em. Ok chưa? Ba củ tay đầu. Rất đen là ra 63 lại ra 1 anh em ạ. Tiếp theo là 10 cộng 3 13 13 số lẻ, con này nó đang chỉ xuống một tay x ở đây anh em nhá. Hôm nay thử mày chơi gấp cái xem nào. Nhưng mà theo quan điểm của tôi thì anh em khi mà gãy nhá, gãy không nên chơi gấp đâu. Bởi vì gấp nó rất là mạo hiểm ở cái chỗ là có thể cầu nó sẽ gãy đến 4 đến 5 tay không, thậm chí hơn. Thì mình nếu mà mình gấp thì mình hỏi rằng là mình có đủ vốn để mình trụ được đến cái tầm đấy không, mà có thể là gãy đến 7 8 tay cơ. Đấy, tôi cũng đã dính rồi, kịch thủ là tôi gãy 9 tay thông còn 10 tay thì chưa bị bao giờ. 9 tay thông thì cũng thi thoảng cũng bị một lần đấy anh em ạ. Đấy, nên là phải tỉnh đòn là khi cầu gãy cứ bắt giảm, bao giờ nó win được thì thôi rồi cơ thì nó ok hơn. Đấy, win được rồi, cộng được 3M anh em. Tiếp theo là một con 6 và xí ngầu là con 1 là 7. Số lẻ thì nó vẫn là đang cho ra là một tay x ở đây, lúc này đánh giảm xuống thôi anh em ạ. Có gọi là một chút ít thành quả rồi là phải lui về bảo vệ ngay rồi nhá. Lui về bảo vệ thành quả ngay. Cái cách này nó hay là khi mà gãy đến tay thứ ba thì theo cái công thức ở trên đây mình đã xét này thì chúng ta bắt ngược lại. Thì ví dụ chẳng may mà cái cầu đấy nó gãy thông ấy đúng không, thì mình bắt lại là mình tỷ lệ mình né được cái tỷ lệ gãy thông là cao hơn. Đấy, 4M rồi anh em nhá. 6 đi với 1 là 7, vẫn là 6 với 1 anh em nhá. Thì tất nhiên thì con này vẫn phải phang lại con x thôi đúng không? Và tiếp 1M anh em nhá. Cứ nhẹ nhẹ đều tay. Miễn sao là có lãi là được đúng không? Nhiều anh em bảo không cần phải công thức lọ kia làm gì, cứ gãy ở đâu gấp đôi ở đấy rồi đó. Nhưng mà nó cũng tùy thôi. Sáu ba một tiếp anh em ơi, bù tiếp này. Sáu ba một, thấy là được 5 củ đúng không? Thì nó lại là một con 10 cộng 3 13 vẫn số lẻ, con này may quá bắt được quả cầu bệt anh em ạ. Thôi cứ chơi giảm xuống thôi, 6-3-1 thì tỷ lệ sang 98% rồi, tay trước nó không sang, cái này khả năng sang.
Vẫn là một tay ít anh em ạ. Mạch qua nhà nó chỉ ra một quả cầu bệt. Hôm nay được quả thông tay. Đấy, nhưng mà thông thì thông, không dám chơi to anh em ạ. 8 cộng 5 bằng 13. 13 vẫn ít anh em ơi. Thơm đấy. Chơi hết cái cầu này nghỉ là được. Liệu rằng có bú được tay này không anh em? Tay trước rồi tôi nghĩ rằng 90%, 98% là gãy rồi mà nó vẫn ra ít được nhỉ. Thế như anh em là bẻ cầu những cái quả đấy rất là cay luôn này kìa. Ho ra tê rồi anh em. Nó ra nó còn 13, 13 vẫn là con xí ngầu 1. Đấy, xí ngầu 2 nó vẫn là 1 điểm, 13 cộng 2 15. À quên, 13 cộng 1 chứ, bằng 14, 14 số chẵn là bắt tê này. Rồi ok, lão bạn một con tê một củ ở đây anh em. Và tay này chắc lão chốt luôn. Nếu mà ăn thì làm tay nữa mà gãy thì chốt. Ây da, đúng con 11, thế thì vẫn phải khóa âm tay nữa anh em ạ. 11 cộng 2, 13, 13 số lẻ, con này xuống x này. Rồi đi một quả 5 lốp, quả này là nghỉ luôn anh em nhá. Đấy anh em có thể mọi người tham khảo công thức và áp dụng nhá. Tất nhiên là nó không thể khẳng định với anh em là 100% được, nhưng mà nó vẫn có một cái gì tỷ lệ đấy gì đấy cũng khá là cao anh em nhé. Bú không, vẫn cứ là bú anh em ạ. Thôi nghỉ thôi. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhá.